Biển Đen đang trở thành tứ huyệt của lực lượng hải quân Nga. Còn hạm đội Biển Đen vốn là niềm tự hào của Tổng thống Putin lại lâm vào tình thế không thể bị đắc hơn. Hạm đội Biển Đen sắp trở thành hạm đội biển Azov, nhỏ bé và lạc trôi vô định. Cường độ công kích của Ukraine nhằm vào hạm đội này ngày một gia tăng. Không chỉ dùng xuồng cảm tử tấn công các tàu tuần tra trên Biển Đen, Ukraine còn dùng tên lửa hành trình tấn công các tàu ngầm và tàu đổ bộ Nga đang nằm trong xưởng đóng tàu, thậm chí là công kích trực tiếp vào sở chỉ huy hạm đội ở Sevastopol. Nghe đồn, tư lệnh hạm đội Nga đã thiệt mạng. Hạm đội đáng tự hào của Putin có thể đang phải chịu những vết thương không bao giờ có thể lành, mãi mãi rỉ máu. Trong video hôm nay, quý vị hãy cùng Thế Giới Tiêu Điểm đánh giá lại sức mạnh của hạm đội đáng thương này. Hôm ngày 2 tháng 10, Bộ Quốc phòng Anh nhận định các mối đe dọa rất có thể đã buộc một số hoạt động của hạm đội Biển Đen phải di chuyển đến cảng Novorossiysk, nằm ở bờ biển phía tây nước Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh không nói chi tiết về các hoạt động và tàu chiến mà hạm đội Biển Đen của Nga di dời. Với khả năng chuyển một số hoạt động hải quân tới cảng Novorossiysk, Nga còn đang cố gắng thu hẹp khoảng cách phối hợp của các lực lượng không quân và hải quân nước này. Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh những cuộc tuần tra trên không của các thủy phi cơ B-12 Mel đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Nga. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu Su-24 Fencer và Su-33 Blanker cũng đang tiến hành nhiều hoạt động tấn công trên biển, bao gồm ít nhất một cuộc không kích gần đây vào đảo Rắn. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Heppey phát biểu tại Hội nghị An ninh Warsaw hôm 3 tháng 10 cho biết, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen đã dẫn đến sự thất bại về mặt chức năng của Hải quân Nga ở Biển Đen. Hải quân Nga hiện bị buộc phải sơ tán đến các cảng mà từ đó họ không thể gây ảnh hưởng đến Ukraine. Chiến thắng hải quân này quan trọng không kém so với cuộc phản công bất ngờ của Ukraine ở Kharkiv vào mùa thu năm 2022. Trong tương lai gần, hạm đội Biển Đen của Nga có thể phải đối mặt với mối đe dọa tấn công từ thiết bị lặn không người lái mới trị giá 433.000 đô la Mỹ của Ukraine. Theo nhóm kỹ sư tình nguyện có tên là Amor Ukraine, thiết bị lặn không người lái UUV Marichka dài 6m và có phạm vi hoạt động gần 1.000 km. Thiết bị có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công, vận chuyển hoặc trinh sát. Phạm vi này đủ để Marichka thực hiện chuyến đi một chiều từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đến hầu hết mọi vị trí trên Biển Đen. Theo Amor Ukraine, UUV Marichka có giá khoảng 433.000 đô la Mỹ. Hiện thông tin về tải trọng và chi tiết kỹ thuật của thiết bị chưa được tiết lộ. Theo nhiều nguồn tin, Marichka mang theo đầu đạn có trọng lượng khoảng 200 kg. Trong đoạn video được công bố hôm 26 tháng 9, một tình nguyện viên đang đứng trên chiếc Marichka. Khi nó được hạ xuống biển để thử nghiệm, Marichka có thể trở thành vũ khí mới để Ukraine sử dụng tấn công hạm đội Biển Đen của Nga. Hiện tại, Ukraine chủ yếu sử dụng các thiết bị không người lái trên mặt nước hoặc tên lửa hành trình để tấn công bán đảo Crimea sau khi Ukraine phát động cuộc tập kích vào bộ tư lệnh của hạm đội Biển Đen. Ông Kirilo Budanov, lãnh đạo tình báo quốc phòng Ukraine, đã công bố một đoạn video. Trong video này, ông Budanov thổi tắt 5 ngọn nến trước mặt mà không nói một lời nào. Rõ ràng, lần tập kích này vẫn do cơ quan tình báo Ukraine lên kế hoạch. Mục tiêu của họ không chỉ là bộ tư lệnh hạm đội Biển Đen, mà còn nhắm vào ít nhất 5 nhân vật quan trọng của phía Nga. Một số tin đồn nói rằng ngày 22 tháng 9, Thượng tướng Viktor Sokolov, tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga, đã thiệt mạng trong trận tập kích. Ông Budanov không xác nhận về cái chết của Sokolov, nhưng cho biết 6 quân nhân Nga đã thiệt mạng, với ít nhất 9 người khác bị thương trong vụ tập kích lần này. Danh sách bị thương còn đáng ngạc nhiên hơn, trong đó có Thượng tướng Nga Romanchuk và Trung tướng Oleg Sokov. Thượng tướng Romanchuk hiện đang chỉ huy quân đội Nga ở vùng Zaporizhia. Khi Ukraine phát động cuộc phản công vào đầu tháng 6, người thông báo có tin liên quan của Nga chính là ông này. Ngày 25 tháng 9, Ukraine xác nhận Thượng tướng Sokolov của quân đội Nga đã thiệt mạng, đồng thời có ít nhất 34 binh sĩ Nga đã tử trận và 105 người bị thương. Hầu hết con số thương vong là các tướng lĩnh cấp cao của hạm đội Biển Đen và quân khu phía nam của Nga. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 9, truyền hình nhà nước Nga đăng video Thượng tướng Sokolov xuất hiện. Tính xác thực của câu chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Dù vậy, một số blogger quân sự cho rằng đoạn video mà Moscow tung ra nhằm hóa giải tin đồn về ông Sokolov là chưa thuyết phục.
Lần này, mặc dù Ukraine tấn công bộ tư lệnh của hạm đội Biển Đen, nhưng mục tiêu không chỉ là hạm đội này, mà là các chỉ huy cấp cao nhất của Nga ở miền nam Ukraine. Rất có khả năng cơ quan tình báo Ukraine đã biết trước thông tin về cuộc họp của các quan chức cấp cao Nga ở hạm đội Biển Đen và lên kế hoạch tập kích. Từ hình ảnh hiện trường có thể thấy trụ sở Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen đã bốc khói dày đặc. Quả tên lửa thứ hai đã lao xuống thẳng mục tiêu. Ít nhất hai tên lửa Storm Shadow đã đánh trúng Bộ Tư lệnh của Hạm đội Biển Đen. Phía Nga nói rằng chỉ có một quân nhân mất tích, dù là học sinh tiểu học cũng có thể nhận ra rằng đó là một lời nói dối. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không, rất khó bị phát hiện. Bởi vậy, hệ thống phòng không của Nga cũng khó lòng đánh trúng được nó. Nếu không muốn nói là hoàn toàn không biết gì, có thể nói đây là đòn đánh từ trên trời giáng xuống, đúng là sét đánh không kịp bưng tai. Điều đáng ngạc nhiên là Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga lại nằm ở Sevastopol, nơi được cho là có hệ thống phòng thủ chặt chẽ bậc nhất. Theo báo cáo của Forbes, ít nhất có 5 hệ thống S-400 được bố trí tại khu vực Crimea này. S-400 được Nga quảng bá là hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới. Cách đây vài tuần, Ukraine đã dùng tên lửa Neptune bắn trúng S-400 bố trí ở phía tây bán đảo Crimea. Bây giờ xem ra S-400 của Nga không thể đánh chặn được tên lửa Neptune của Ukraine, cũng như không thể đánh chặn được tên lửa Storm Shadow của Anh. Thực sự không hiểu nó được dùng để làm gì. Trong tháng qua, Ukraine đã phát động nhiều cuộc tấn công tầm xa vào các công trình quân sự ở khu vực Crimea. Vào ngày 23 tháng 8, Ukraine đã sử dụng Neptune để tấn công chính xác một bệ phóng S-400 ở bờ biển phía tây bắc bán đảo Crimea. Sau đó, lại bắn trúng đích một bệ phóng S-400 cách thành phố Zaporizhia khoảng 36 km về phía nam. Hai lần tập kích đều sử dụng tên lửa Neptune. Sau một năm nghiên cứu và phát triển, một phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa chống hạm đã được phát triển, có khả năng mang đầu đạn nặng 350 kg và bay xa tới 360 km. Ukraine không chỉ dùng tên lửa chống hạm tấn công thiết bị phòng không mà còn dùng tên lửa hành trình tấn công tàu chiến, có thể nói đã làm nên lịch sử. Ngày 13 tháng 9, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp để tiêu diệt chính xác một tàu đổ bộ và một tàu ngầm neo đậu tại cảng Sevastopol. Theo nguồn tin của Nga, 10 tên lửa đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Trong đó có 7 tên lửa bị đánh chặn, 3 trong số đó đã bắn trúng mục tiêu thành công, 1 trong số đó bắn trúng tàu ngầm và 2 trong số đó bắn trúng tàu đổ bộ. Tại sao Ukraine lại sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow? Điều này là do Storm Shadow có đầu đạn Rad độc đáo, là đầu đạn song song khi tên lửa bắn trúng mục tiêu. Chỗ có chứa thuốc nổ của phần đầu tiên sẽ làm nổ tung một lỗ trên cấu trúc của mục tiêu, cho phép đầu đạn tên lửa xuyên qua, trong khi vụ nổ chính xảy ra bên trong và bên dưới mục tiêu. Nhìn lại cảnh tàu ngầm Nga bị bắn trúng, chúng ta có thể thấy tàu ngầm lớp Kilo có 2 điểm phát nổ. Góc chụp hiển thị của bức ảnh là từ sâu ra trước nên có một điểm nổ ở phía trước, bên phải của tháp điều khiển. Còn có một điểm nổ cực lớn ở phía sau tháp điều khiển tàu ngầm. Tại điểm nổ thứ hai, có thể thấy lớp vỏ kim loại của tàu ngầm cuộn tròn ra phía ngoài, cho thấy vụ nổ xảy ra từ bên trong. Tàu ngầm Nga thường thiết kế 2 lớp vỏ, vật liệu chế tạo vỏ tương đối yếu. Bản thân không chịu được áp lực nước và khả năng chịu và va đập tương đối yếu. Lớp vỏ bên trong thường sử dụng các tấm thép có sức chống đỡ cao. Đây là một trong những kỹ thuật trọng tâm trong toàn bộ quy trình chế tạo tàu ngầm. Nhưng phải chăng tên lửa chỉ làm nổ lớp vỏ bên ngoài và lớp vỏ bên trong? Hãy theo dõi phân tích của trang web US Navy News. Từ một bức ảnh khác, chúng ta có thể thấy rõ không chỉ lớp vỏ bên ngoài của tàu ngầm bị phá hủy, mà lớp vỏ bên trong cũng bị hư hỏng nặng. Tên lửa bắn trúng tàu ngầm từ phía trước, khoang thoát hiểm của đài chỉ huy. Sau đó tên lửa xuyên qua toàn bộ tàu ngầm, lần lượt xuyên qua phòng ngư lôi và phòng nghỉ của thủy thủ đoàn. Vụ nổ thứ hai xảy ra gần phòng điều khiển, bắt đầu từ trong ra ngoài, phá hủy cả 2 lớp vỏ tàu ngầm. Đối với người Nga mà nói, điều vô cùng may mắn là không có ngư lôi trong phòng ngư lôi vì tàu ngầm đang được bảo trì. Nếu có ngư lôi thì chúng ta đã chứng kiến một vụ nổ vô cùng kinh khủng. Điều đáng chú ý là phía sau của cabin điều khiển lớp kilo là cabin điện. Tuy điểm nổ chính không phải nằm ở cabin này, tuy nhiên vụ nổ phát sinh trong phòng điều khiển chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phía sau, phá hủy trang bị động lực của điều khiển lớp kilo. Từ quan điểm này mà nói, tàu ngầm kilo đã không thể sửa chữa được nữa, chỉ có thể rã xác. Tàu chiến khác bị bắn trúng là tàu đổ bộ lớp Mink, được đưa vào phục vụ năm 1983 và có lượng giãn nước toàn tải 4.000 tấn. Các đài chỉ huy, pháo tự động,
ống khói đều bị hư hỏng. Thiệt hại của tàu chiến này không nghiêm trọng như tàu ngầm lớp Kilo, nhưng cũng không thể phục hồi được. Là một tàu chiến cũ đã phục vụ hơn 40 năm, về khả năng sửa chữa hiện tại của Nga, thậm chí cả tàu sân bay, cơ bản đơn giản là không có năng lực hay tiền bạc để khôi phục tàu đổ bộ Minsk. Điều rất thú vị đó là Nga là quốc gia phát động cuộc chiến tranh, nhưng Belarus cũng là một trong những đồng minh thân cận nhất. Đội quân tấn công Kiev chính là khởi hành từ Belarus. Kết quả là vào tháng 4 năm ngoái, tàu tuần dương mang tên thủ đô Moscow của Anh đã bị Ukraine đánh chìm ở Biển Đen. Giờ đây, tàu đổ bộ Minsk mang tên thủ đô Belarus cũng bị Ukraine phá hủy. Phải chăng đó là một điểm báo gì đây? Nhà bị dột, trời lại mưa suốt đêm, không chỉ Ukraine muốn tấn công hạm đội Biển Đen, mà ngay cả quốc gia nhỏ bé Azerbaijan cũng đồng thủ với Nga. Đại tá Ivan Kovgan là phó tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Napwa. Khi đang trên đường từ trạm quan sát tiền tuyến trở về, thì chiếc ô tô chở ông đã bị quân Azerbaijan nã pháo kích. Kovgan thiệt mạng ngay tại chỗ. Trong danh sách người chết còn có một thượng tá, hai trung tá và hai thượng úy. Bây giờ ai cũng có thể cưỡi lên đầu của Nga, và việc đáp trả của Nga cũng rất yếu ớt. Từ sự việc này có thể thấy ảnh hưởng quốc tế của Nga đã suy giảm nhanh chóng. Ngày 19 tháng 9, quân đội Azerbaijan đã phát động cuộc tấn công vũ trang vào khu vực ly khai Nagorno-Karabakh và kết thúc trận chiến trong vòng 24 giờ, kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Vùng Nagorno-Karabakh là nơi sinh sống của người Armenia, và Azerbaijan là một quốc gia có đức tin Hồi giáo và là đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ nhất vào năm 2020, Armenia bị đánh bại hoàn toàn, nhưng Nga khi đó vẫn có mức độ ảnh hưởng nhất định, đã điều động quân gìn giữ hòa bình đến vùng Nagorno-Karabakh để duy trì trật tự. Tuy nhiên, nhìn thấy tình hình hiện tại của Nga trên chiến trường Ukraine, ngay cả Azerbaijan cũng không còn kiên dè. Sốc tới vượt qua làn ranh đỏ, không những xua đuổi em trai Armenia của Nga mà còn giết chết chỉ huy Nga. Nga được biết đến là cường quốc quân sự lớn thứ hai thế giới, đã rơi vào tình trạng mà cả Putin và Shoigu đều không thể tưởng tượng được. Chứng kiến Nga bàng quan như vậy, Armenia đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình. Thủ tướng Armenia Bashian trong những tháng gần đây thường xuyên bày tỏ thiện chí với Hoa Kỳ. Cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã đến thăm Armenia vào tháng trước và gần đây chỉ huy của sư đoàn sơn cước số 10 của Hoa Kỳ. Thiếu tướng Anderson đã đến Armenia để tiến hành hoạt động huấn luyện quân sự chung. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày với sự tham gia của 85 binh sĩ Mỹ và 175 binh sĩ Armenia. Ảnh hưởng của Nga đối với toàn bộ khu vực ngoại Caucasus đang mỗi ngày suy yếu. Azerbaijan từ lâu đã nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ. Armenia thì đã đào thoát khỏi Nga để hướng tới Hoa Kỳ. Georgia xa hơn về phía Bắc đã có xung đột với Nga từ lâu và thậm chí còn có xu hướng gia nhập Liên minh châu Âu. Vào thời điểm này, e rằng ngay cả bản thân người Nga cũng không tin rằng họ có thể giành được thắng lợi trong cuộc chiến ở Ukraine. Còn nhớ một video khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu được hỏi rằng liệu Nga có thể giành chiến thắng hay không? Ông ta chỉ bất lực giang hai tay ra và không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Theo quý vị, kết cục của cuộc chiến này sẽ ra sao? Liệu Nga có dẫm vào vết xe đổ của Liên Xô trong cuộc chiến 10 năm đau thương Afghanistan? Xin hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.